Chào các bạn nha, mình là Quốc Việt TV nha. Hôm nay mình quay video cho các bạn coi. Hôm nay mình sẽ đi lau những cái con chuột bọ không lông nha. Bọ không lông là hai má mini cho các bạn nha. Đây là đấy, không cặn chuồng này. Đây, tí mình sẽ bắt mấy con này mình lau sơ cho nó sạch sẽ đi, dọn dẹp chuồng nha. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Cắm cho nó lại. Lau cho nó này cắm. mười lăm mông rồi ấy sao người, sao người đi hết không? Cái anh đoàn hội ông này nhiều, đoàn hội nguyên nhà mình với lại xóm nữa, nguyên nhà họ hết trời nữa, 7-8 mông rồi. Má lấy con cái khăn nữa mà ăn khô. Đã say chưa biết gì thì nghỉ luôn. Lại vô. Sao bảo không lên được thế? Không lên được ạ. Không biết nữa, xem lên chứ đỗ đầu không lên thì là cho con. Cùng nào má, má đổ cái này nha con, nấu xong liễu, nấu xong liễu chết con mình không đầu kêu bạc đâu. Lúc đầu làm nhà xong liễu, làm ở nhà bà cứng ấy làm ăn ngon nhá. Xong về sau nó làm nó ấy quá, nó không được tôm gì hết. Xong rồi con này các bạn này. Trần chuồng. Ê mẹ. Nay mới có thời gian ngồi tắm cho nó đấy. Tao cũng là chưa tắm, tao là chưa có thời gian tắm, tắm vội trong nhà. Tao mới hôm nay được mất thời gian để đi tắm cho mày. Kiss. Xong một con nữa các bạn ạ. Đấy, thấy giờ, bây giờ nó sạch sẽ này, chuồng nó sạch sẽ rồi này.
giờ dọn cái chuồng cái này này, đó, cái chuồng này bẩn quá này, đồ ăn đồ uống ăn ít thôi mà xả nhiều lắm, quá trời bới nó rớt qua bên hàng ngày nữa này, đó. Cái này phải bỏ xuống đây này, xuống rồi vớt ra này. Đó. Thay nước cho nó. Thay nước cho nó. Bệnh lắm. Cái bên này nữa là rác không à, lâu lâu phải dọn rác cho nó, cho nó sạch cái chuồng đi, sạch cái chuồng thì nó không có bị bệnh. Thường thường là em thấy nó bị bệnh đau mắt là nhiều. Này, à, trời nó ăn ngọn. Này. Cực không?
Video này dài rồi, mình sẽ ngưng video nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nhé. Các bạn thích thì hãy đăng ký kênh cho mình nhé, cho mình một like nha. Bye bye.